chiên ra bằng một cách kỳ diệu nào đó thì cái banner ra lần sau nó lại xuất hiện vào thứ ba chứ không phải là thứ tư. Well, tôi gói ra là chiều nay lúc mà tôi vô thì tôi thấy mọi thứ bình thường á, nhưng mà tự nhiên nó lại có Garam Shogun đó thì đến hiện tại. Đằng trước tôi gom ra được Garam Shogun giấy trắng của Garam Shogun chỉ với hình như là trăm mấy thằng con thôi, và tôi sẽ chỉ mấy ông cái cách không biết được nó hoạt động được không, nhưng mà lúc trước thì nó hoạt động được nha. Ok, đầu tiên thì mấy ông phải làm với tôi, đó chính là bước một, mấy ông phải có hù tao rồi mấy ông hiểu chuyện xảy ra đó, chính xác là như vậy. Mấy ông cứ làm theo đúng y chang như vậy là được, nhưng mà hình như là cái góc này nó sẽ không không đi thì phải phải kiếm cái góc khác, góc này gặp hơn luôn. Ok chưa? À, nhưng mà góc à đúng rồi, góc này té chết là được. Tôi không phải là người nằm trong hội anti hung tao đâu, nhưng mà tôi làm được thì tôi làm. Rồi thì một giấy nữa, sao bữa nay tôi không e luôn cho nhầm. Rồi. Cái này hình như nó chỉ áp dụng cho tôi thôi. Sao vô cái tem này cầm dây đan đi tới cái phòng cái này. Trước khi hù tao kịp hồi sinh. Rồi, chúng ta gọi thôi. Let's go. Và tôi sẽ gọi đến khi nào mà C6 rồi năm thì tôi giật. Và cái Sage này sẽ chia ra thành nhiều phần. Tôi tích cho ra được cho Gun tới bây giờ luôn. Tôi tích đến cái mức mà trong cửa hàng á, tôi còn mấy cái dư, mấy cái điểm này nè, tôi không đổi luôn á. Rồi giờ gọn thôi, xả thôi. Cái cu cho Saga cũng phải C6 đâu. Hết cú rồi. Mới vô gặp Bennett. Có chuyện Bennett nó xui lắm. Vãi chưởng à. Một lần gom được 5 cái cục vô chủ này. Mà 5 cục vô chủ này thì nó chỉ được. À, được cả một lần gom. Đúng đúng. Ủa bên Stargate là một con 4 sao được 2 lần gom hay đúng không? Hay là một lần gom ta? Tôi quên mất tiêu rồi. Kệ đi mấy ông. Nói chung là có gì phanh là được. Gom mấy kiểu có mấy con C6 và 5 C6 vậy thì gom chỗ này nó thấy nó nhẹ hơn. Vãi cả chưởng hả? Còn Kujo Saga đâu? Chấm hỏi luôn. Tôi gom là tôi không cần nhìn nó là màu da hay màu tím đâu. Cứ ra là vậy. Nó phải thế. Chụp hình đem đi phe cũng được. Chứ là phe chả có em không? Tại tôi gom tiếp mà. Gom thì nào C6 và 5 thì thôi. Sergi này tôi nghĩ là cỡ 2 năm sau là 2 năm sau là C6 và 3 năm sau nữa thì nó sẽ lên G5. 3 hoặc là 5 năm nữa. Nói chung là cày chai thôi. Đấy. Sergi này nó sẽ rất là lâu. Cảm nhận tôi đúng là sim chúa. Chúng ta có Bennett. Toàn ra hàng lõ Bennett này khó chịu hả? Tôi qua nó skip. Không ra tướng luôn. Chúng ta gom được bao nhiêu lần nhỉ? Cảm giác người giàu nếu mà gom không đếm số lần luôn. Lúc trước tôi đâu có như vậy đâu ta. 40, 50 lần đó quên đi. Bao nhiêu rồi? Kujo Saga không biết đủ xe sáo chưa? Ồ, lò ra Noel hơi ngon nha. Nhưng mà chưa đủ xe sáo. Sao mỗi lần gom tôi cảm thấy tôi hơi bị hụt hẳn đó mà. Nó thiếu thiếu cái gì đó. Cái đạt. Có cảm giác được không? À. Vừa mới bảo luôn. Ok, bây giờ bắt đầu đếm lại số lần. Một. Vừa mới học hẳn phát, nó đẩy phát ra con Pikachu. Hai. Ok, thì Pokemon có con nào là mèo điện nhỉ? Tôi không biết nữa. Ba. Mèo điện thì... Nếu mà có thì chắc là Flop lắm. Bốn. Wow, 40 lần chúng ta lại có thêm một Garam Shogun nữa. Chụp một phát lên đi phe cái. Phe cho vui thôi, chứ để làm gì hết á. Tại tôi nói với mấy homie rồi, là tôi sẽ C6 rồi năm mà. Thành ra là nói chung là ném cái này để khè bọn nó thôi, chứ không có gì hết. Giờ chúng ta reset lại ha. Tầng thứ nhất này. Cái chai mà mấy ông biết nhịn được tới cái mức này rồi, mấy ông biết là nhịn mấy phiên bản rồi đó. Hai, từ lúc mà tôi bị lật anh hay không tới giờ tôi nghỉ gom nữa rồi, tôi kiểu chán luôn á. Genshin tôi bỏ bê lúc mà tôi không làm nhiệm vụ, không làm video event thì tôi vừa mới drop ba ba cái event liên tiếp. Bây giờ ra làm sơ gan vay đợi tôi mới chơi đấy. Bốn, nguyên cái content tôi còn chưa quýt map nữa. Năm, nhưng mà cày hơi thì vẫn làm thôi. Sáu,
Khoai, đùa, bằng thứ bảy là cái đằng này hơi cao nha. Một màu vàng, màu vàng, màu vàng, màu vàng, màu vàng. Yên tâm, chúng ta còn còn 3.100 điểm. Holy moly, cái điểm này đổi tới Tết. À, không, tới Tết là hết. Sớt vậy ta, chấm hỏi. Nó phải nhiều chứ. Thôi kệ đi. Ôi, hay nhiều ấy. Tại ơi. Đổi hết luôn đi. Tại vì chơi cái con game này thì trừ ra đồng su nên tôi còn có tướng nào để gon nữa. 8. Quải cả 80 lần gon không ra. 9. Rồi thằng này chắc chắn nổ vàng rồi. Đừng vào ra được. Ok. Tiếp luôn anh em ơi. Tiếp luôn. Từ từ để tôi chọc đi phe cái. Tôi hình như là C4 thì phải. Tôi không điếm nữa. Tại vì tôi biết chắc rằng là trong 2 năm tiếp theo nếu mà vượt chỉ tiêu thì không sao cả. Tại vì nó nằm trong tính toán. Còn xui lắm ấy thì tôi mới suy nghĩ lại thôi. Đấy. Còn từ cái khúc này về sau thì tôi sẽ đã dành tôi tích tôi gom cho những con khác. Còn bây giờ thì nói chung là trước khi khi nào có cái list ra làm Sugar ra thì tôi sẽ tích. Còn lúc mà chưa có list thì tôi cứ gom bình thường thôi. Cùng mệnh chúng ta sẽ lên như vậy. Cùng mệnh 3 hả? Chắc ga này Naruto đó rồi 80 tập kỹ năng độ 20 tập bí kỹ cỏ và 60% một người hình như ga đồng sơ ganh ít nhất là C1 thì phải hay là C2 giờ tôi nghe nói là giảm phòng thủ sẽ mạnh đấy kệ đi C6 mà không không cần tranh cãi gì cả rồi, thì chúng ta đi được 1/2 đoạn đường của C6 rồi. Còn G5 thì nó hơi khó tại vì G5 nó cần phải là hai quyền một cái bảo hiểm thì nó là hai cái bảo hiểm á thế cho nên là chúng ta sẽ hơi bị mệt ở cái đó có nghĩa là mấy ông phải lật 2 lần mấy ông mới có được trắng và bây giờ họ xin con hung tàu thôi dạ nghe hiến tế hung tàu